thời điểm nào để mua bitcoin thì hiện tại thì các bạn nhìn thấy rằng là bitcoin đang ở cái mức giá khoảng tầm à uh, 24.000 ờ uh, 24.000 đi đúng không? Bitcoin 24.000 đấy các bạn này. gần 24.000. Thì các bạn biết rằng là Vinh uh, sắp đến rồi, khoảng tháng 4, tháng 4 năm sau đúng không ạ? Tháng 4 năm sau và các bạn nhìn ở đây này, ờ uh, cái halving uh, lần trước là vào ngày 11 tháng 5 năm 2020 và sau khi mùng 1 tháng 5 năm 2011 tháng 5 năm 2020 thì sau đó khoảng tầm 500 ngày các bạn, hơn 500 ngày, chính xác là 550 ngày thì Bitcoin đạt đỉnh thì theo một cái quy luật đấy các bạn ạ Cái quy luật này thì các bạn có thể tham khảo nhá à, Các bạn nên mua Bitcoin độ khoảng tầm uh, Một năm Đấy, tức là một năm là 365 ngày này các bạn này Đấy, 365 ngày Khoảng thế đây Tức là nếu mà các bạn mua trước hai vinh khoảng 365 ngày Thì các bạn Lúc uh, đấy các bạn sẽ mua được Bitcoin Ở cái mức giá là khoảng tầm 4.800 Đúng không? 4.800 mà nó lên Độ khoảng tầm uh, 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 69.000 69 thì quá ok rồi đúng không ạ? Và đợi sau khoảng 1 uh, năm 500 ngày thì bán các bạn, khoảng 500 ngày Thì cái chu kỳ halving uh, lần 2 Thì nó rơi vào uh, uh, Mùng uh, tháng 7 Tháng 7 năm 2016 Thì cũng sau khoảng 500 ngày Thì Bitcoin đạt đỉnh Đúng không? 500 ngày thì nó rơi vào một năm rưỡi Thì các bạn mua vào tầm uh, Uh, having là tháng tư đúng không thì uh, cuối cuối à cuối năm 2025 thì các bạn sẽ bán là ok đấy thì sau khoảng đây à, cái à, chu kỳ ha vinh đầu tiên thì cái nhịp của nó sớm hơn các bạn đây cứ số khoảng tầm một năm đấy tức là nếu mà theo quy luật này cứ các bạn mua trước ha vinh một năm và bán sau ha vinh một năm đến một năm rưỡi đúng không đấy thì ha vinh là gì tức là tăng độ khó của đào phần thưởng đào bitcoin lên đúng không và chúng ta mua này cái lần một đấy đúng không lần một thì chúng ta mua trước đấy thì bạn cực kỳ lời đúng không cái, càng ngày đây các bạn cũng mua trước đấy độ khoảng tầm một năm vậy nếu mà theo yếu tố thời gian như thế này thì nếu mà chúng ta coi là tháng tháng 4 đúng không Khoảng khoảng không có một cái thời gian chính xác đâu các bạn tại vì độ khó nó sẽ uh, linh hoạt. Nếu mà cái chu kỳ having lần 4 này này nó rơi vào tháng uh, tháng 4 đi. Uh, tháng 4 thì bây giờ bây giờ tháng 2 thì các bạn gom 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 vào tầm khoảng tháng uh, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Đấy, tháng 3, tháng 4, tháng 5 là thời điểm mà các bạn mua khá là tốt. Ok. Uh, nếu các bạn có câu hỏi chia sẻ gì thì các bạn lại comment nhé.